đông đâu. Đây là dòng gà tre tí hon ở Việt Nam, nó là dòng gà tre Bắc chuẩn tít luôn. Bạn hãy nhìn so với cái tay của tôi, rất là bé này, nhìn này, rất là bé luôn, cực kỳ bé. Và chúng ta hãy cùng khám phá xem là khu vực sinh sống của chúng ở đâu nhé. Đây là một nơi rất là nhiều cỏ cây và chúng sẽ tìm một thức ăn ở đâu nào. À, chúng sẽ tìm ra, chúng ăn nhìn kìa, chúng sẽ ăn cỏ. Ăn cỏ là rất là nhiều cỏ này. Và bắt đầu bới run, bới đất này. À, bạn gà trống thật sự rất là đẹp nhé. Là mái thì rất là bé luôn, thật quá bé luôn. Bắt đầu có cỡ dài, cỡ giờ được 10 cm. Thật sự đây là dòng gà mini.